中午再聊。行。搞了，对不对？Đầu tư về đầu tư cho Hà Nội nó đóng nó bán đầu tư đều. Nó bóng gì ngày xưa anh có cái phim của Mỹ ấy, anh được tặng 5 vỉ ở 10 cái. Thì là chính là dán mẹ một bản luôn, phim 15 vỉ. Nó cứng dã man luôn ấy. Nhật Huy Hải Đăng bàn số 1.
giải đấu của chúng ta đang xếp đi số 2 ở cuối cùng. Tất cả các trận đấu đã tiến hành bắt đầu, những cơ thủ nào không đến đúng giờ, đúng 9 giờ 15 là sẽ bị xử thua. Đúng 9 giờ 15 là sẽ bị xử thua. Đánh chưa nhỉ? Đánh đi em, đối thủ em đến chưa? Đánh đi. Chưa có bi này. Bi bàn 10 đâu? Bi bàn 10 đâu? Bi à? Ờ. Bi đây đâu? Lắp trên bóng để ý chỗ này. Cái thanh đâu rồi? À, đánh toàn bộ Alamit Chino hay là cất bóng số 10 trở đi đi. Đánh sai lô mới đấy. Đánh bóng này đấy. Lấy từ 1 đến 9 đi. Nhanh tháo tăng nhanh lên em ơi. Bắt đầu giờ rồi, không chờ đợi trận đâu. Mấy giờ đây? 9:15, nếu mà không đến thì xử thua. Vâng. Nhưng mà bây giờ đúng là bắt đầu rồi đúng không? Đúng là bắt đầu đúng giờ. Nhưng mà nếu mà chậm 15 phút. Vâng. Đúng theo quy định. Đúng theo quy định. Thôi cứ cầu tấn vào đâu trời đi. Đối thủ tắt đường. Đấy. Nhưng mà chắc chắn là đánh rồi. Đến đây rồi. Không, anh không vào đâu đúng. Lấy cho anh cái Catan đấy. Đầy đủ hết các bản tỷ số cho em. Thôi nào, vừa động vừa vén rồi bắt đầu chơi nhá. Vừa rồi 8 màn rồi. Tiền đâu chị ạ? Bàn số 5 anh nhớ, bàn số 5. Em Tô Sơn. À, Tô Sơn đúng không? Anh ra bàn số 5. Anh lấy áo thi đấu luôn, không là muộn. Xin nhắc lại là bi số 2 sẽ xếp ở cuối, bi số 2 sẽ xếp ở cuối và giải đấu của chúng ta là các cầu thủ không hút thuốc trong vị trí thi đấu, không hút thuốc trong màn thi đấu. Nếu mà chúng ta hút thuốc hãy ra ngoài khu vực thi đấu hút thuốc ạ. Để chúng ta thi đấu luôn đấy. Để đáp ứng được giờ và đảm bảo cho những trận đấu sau đúng giờ quy định, yêu cầu các cầu thủ vào vị trí và chúng ta thi đấu luôn. Tô Sơn. Chúc may mắn. Cho đối thủ thắng mấy ván nhá. Bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi. Chào mừng các bạn đến với phần phát trực tiếp của
Magic Milasov trong khuôn khổ giải vô địch chiến bóng 91 Milas mở rộng. Trên màn hình các bạn là trận đấu giữa hai cầu thủ Đức Anh hạng A và cầu thủ Văn Dũng đến từ Thái Bình hạng B. Tỷ lệ chấp là cầu thủ Đức Anh chấp cầu thủ Dũng Thái Bình với tỷ số 7-1. Đây là ván đấu đầu tiên, phần phá thuộc về cầu thủ Văn Dũng. Vâng, cầu thủ Văn Dũng là cầu thủ đến từ thành phố Thái Bình. Hiện nay như tôi được biết thì cầu thủ Văn Dũng là cầu thủ một trong những cầu thủ hàng đầu của tỉnh Thái Bình. Oh, xin chào Đạt Giang. Chào Thủ Lạc. Đánh đi tâm rồi. Ồ, cái giải này trong tầm tay mà không thấy thủ đi lên thi đấu. Rồi, xin chào bạn Chu Hải Quân. Bạn đang trên đường đi công tác mà bạn vẫn vào theo dõi cái phần phát của Magic Villa Show. Wow, một cú sút tê quá hoàn hảo của cầu thủ Dũng Thái Bình. Anh em một phút nữa là xử lý đúng quy định đấy. À, xin chào Đạt Hải Dương. Oh, chào Dương đẹp trai không kém gì. Xin chào Hải Đỗ. Chào Trần Tiến. Chúc mọi người một năm mới thật thành công. Chào Hiền Béo. À vâng, em chào anh Hiền Béo. Sorry anh. Hoàng Giang. Xin chào Hoàng Giang. Bạn số 5 bắt đầu thi đấu ấy. Bạn số 5 Hiếu, Vipo và Tô Sơn bắt đầu thi đấu ạ. Một tình huống khá là không được thuận lợi lắm cho cầu thủ Dũng Thái Bình. Cùng xem cầu thủ Dũng Thái Bình xử lý tình huống như nào. Đây là một tình huống rất là tinh tế. Thì khi mà cái vị trí con 5 nó nằm ở cái tư thế không được thuận lợi cho lắm. Biết ngay mà. Bạn Dũng định đánh qua mặt con 8 để có thể nhìn thấy con 5 và quay một băng về đĩa con 7. Tuy nhiên thì con cái nó đã va con 8 không như dự tính, do bạn Dũng Thái Bình bạn ấy đặt mũi gậy như đúng, nhưng mà có thể là bạn ấy ra lực khá nhẹ cho nên là con cái nó mở không được như cái ý của bạn ấy. Oh, chào bạn thi đấu số 1, bạn thi đấu số 4 và bạn thi đấu số 6. Ba cơ thủ đều chưa đến trong vòng đúng 5 phút nữa là chúng ta sẽ xử thua. Một cú cân chạy đạn quá hay của Dũng. Tuy nhiên thì con 5 nó lại vào cửa lỗ. À, một cú đánh khá là kỹ thuật. Ép con trắng để cho con 5 chạy bắt đuôi sau vị trí 7-9. Tuy nhiên thì lại rất không may cho cầu thủ Dũng thì con 5 nó lại ra cửa lỗ. Và mời các bạn cùng theo dõi cú sút tê của cầu thủ Đức Anh. Ồ, chào Bình An. Bình An đang ở đâu đấy? À, một cú sút tê quá hay. Thank you.
không khởi động chưa? Khởi động. Biết đất. Áo tiêu rồi luôn. Mỏng rồi. Quả Hải đang lên nhận rồi nhá. Cơ hội lại cho Văn Dũng. Dạ vâng, cảm ơn anh Hiển Béo. Chúc anh năm mới thật thành công. Anh gọi người qua nấu cơm cho Hương Còi nhá. Qua đây đi. Đó, tỷ số chắc chắn là 2-0 cho cơ thủ Dũng Thái Bình rồi. Yêu cầu bạn số 7, à bạn số 7 không đánh đi ạ. Yêu cầu bạn số 7 không đánh đi. Cảm ơn chú Hải Quân. Chú Hải Quân thì đã xử lý một bộ rồi, chỉ còn có 29 bộ nữa thôi. Bắt đầu khách vào từ đấy, bật tất cả bàn kia cho cơ thủ khởi động. Bây giờ có khách vào thì chúng ta sẽ cho khách đánh ở 6 bàn sau. Nhưng có bàn thứ 7 nó không thi đấu để ảnh hưởng đến các cầu thủ. Bàn phá thứ 3 thuộc về cầu thủ Đức Anh đến từ Hà Nội. Một cú phá có vẻ như là thiếu bếp rồi. Thiếu bếp. Quyền đánh tiếp theo thuộc về cầu thủ Dũng Thái Bình. Cao Hoàng An. Ở cái bảng 48 người này thì cái loạt trận đầu tiên thì lại không có trận đấu nào chuyên nghiệp rồi Hoàng Anh ơi. Chạy bi. Wow. Đuôi, một cú chạy bi lực bắt đuôi quá hay của cầu thủ Văn Dũng. Tuy nhiên thì trong tình huống này cũng không có gì là khó khăn lắm nếu như mà Đức Anh có thể tính toán để A Bang ăn con 2 và rất thuận lợi để có thể điều con 3 với một cái lực đánh trung bình. Lại bắt đuôi lại. Và một lời chúc từ chuyên gia phong thủy chú Hải Quân đến Hương Còi. Có vẻ như là không nhìn thấy bi hai. Cơ thủ Văn Dũng đang phải tính toán để á băng. Ồ, nguyên đường đi chứ. Thank you.
Đây để anh sẽ điện cho Mạnh chuyển lên. Em mang lên cho Mạnh. À, một con số không hề đẹp. Đường anh đã quyết định cộng chạy đạn. Một lời chúc từ bác Bích Bùi đến cơ thủ Đức Anh. Chúc cơ thủ Đức Anh vượt qua được cơ thủ Văn Dũng. Bàn thi đấu số 4, cơ thủ Văn Việt xử thắng luôn. Cú chém mỏng không tốt của Văn Dũng. Cơ hội cho Đức Anh rút ngắn tỷ số. Xin chào Phúc Dương. Cũng không được khỏe lắm Phúc Dương. Cầu thủ Lê Văn Ngọ đến muộn quá giờ thi đấu ở bàn thi đấu số 4. Cầu thủ Văn Việt được xử thắng luôn. Văn Việt được. Tỷ số là 1-2 cho cơ thủ Đức Anh. Chắc chắn là thế rồi. Bàn thi đấu thứ 6, cơ thủ Văn Hợi xử thắng luôn. Hiển Nguyễn. Không đến đúng giờ xử thắng luôn. Thank you.
Đang trận đấu tiếp theo được phát livestream. Đây là trận giữa cầu thủ Huy Đen và cầu thủ Nguyễn Văn Huỳnh. Nam Linh có mặt ở đây không ạ? Đỗ Việt Dũng, Trọng Quý. Cơ thủ bị xử thua, hiện giờ chúng ta còn trống hai bàn thi đấu, chúng ta sẽ up vào thi đấu luôn nếu các cơ thủ của lượt 2 có mặt ở đây ạ. Trên bàn thi đấu số 4, cơ thủ Quốc Khánh trên thi đấu với cơ thủ Trần Đình. Quốc Khánh Phạm thi đấu à, 2 cam Khánh ơi. 81. Nhưng có cái cam 1 kia thì nó hơi tối, không hiểu sao chỉnh lên này. Xịt nhẹ hoặc là một cú đẩy hai băng. Một cú đẩy hai băng. Tuy nhiên thì còn 6 đã không vào lỗ. Cơ hội cho Đức Anh san bằng tỷ số. Nghe Cao Hoàng An. Rồi, tỷ số là 2 đều cho cầu thủ Đức Anh. Chắc chắn là tại gậy rồi, Chu Hải Quân. Ý của Hoàng Anh là làm hai cái tên ở hai bên, tỷ số ở giữa phải không? Cái đầu lạnh. Dũng này là cầu thủ ở Thái Bình.
mọi người có thể liên hệ với Dũng để thi đấu. À, như mình được biết thì hiện giờ ở Thái Bình, Dũng là một trong những cơ thủ hàng đầu của Thái Bình. À, Ngọc Long Vũ. Ô, sao giải này không thấy Ngọc Long Vũ đâu nhỉ? Tiểu Long đang cổ vũ cho Đức Anh. Một cú cân quá hay. Trung Dũng còn nguyên chân trọng tài anh ơi. Làm sao mày chung kết thì tốt đúng không? Gung phát thằng nghe luôn, tôi bàn một cơm lửa, bóng xếp nào xếp. Cái này chuyển ra đâu? Lửa luôn á? Lửa. À, đấy cái bàn bàn trắng. Bàn số 7. Mi đâu? Hiện đây, em phải đánh. Chấp nhận. Quốc Quyền, anh Thiện hiện giờ đang đánh với Việt Nguyễn đến từ Hải Phòng. Dũng Thái Bình và Hở Sườn à? Ồ, hơi mạnh quá rồi. Mượn đầu 8, điều 7. Dễ ăn 9 luôn. Hơi nhẹ. Để giải đấu của chúng ta có được chất lượng tốt nhất, yêu cầu các cầu thủ không nói chuyện trong khu vực thi đấu, không hút thuốc trong khu vực đấu. Chúng ta sẽ hút thuốc ở ngoài khu vực thi đấu và giữ trật tự cho các cầu thủ thi đấu. Đây mà em chung em ạ. Cậy đánh chính xác. Cơ thủ Đức Anh không cần phải điều đẹp, không cần phải mở má. Cơ thủ Đức Anh đang sử dụng cái cây gậy Predator với ngọn Vantage. Tỷ số là 3-2 cho cơ thủ Đức Anh. Hôm nay là có thu nhập 15 phút liền.
Đủ bếp rồi. Chấp mạng. Lý Nguyễn. Ở đâu có che mất lỗ góc đâu nhỉ? Thủ định Văn Dũng vừa rồi là định công con bi đấy sao vậy? Chúc anh Hiếu Hưng Yên vô địch. Phạm Quang Huy. Hiếu Hưng Yên vô địch chắc. Wow, một cú chạy đạn đuôi sau con 4 quá hay của cầu thủ Đức Anh. Sao cơ? Không biết à? Bắt đuôi lại sau 4. Quá hay. Không nhìn thấy gì. Cách đo A bằng của cầu thủ Đức Anh. À. Ồ, tôi tưởng bạn ấy đo lỗ 10 mà hóa ra lại là đo lỗ tít. Ồ, cảm ơn Hòa Rùa rất nhiều, thì mình sẽ chỉnh lại phần cam. Có vẻ như là đã ổn hơn chưa bạn Hòa Rùa.
Cầu thủ Quang Huy và cầu thủ Văn Huynh có mặt ở đây không ạ? Quang Huy và Văn Huynh. Khởi động ở bàn thi đấu số 6 ạ. Rồi, trong tình huống này mà thằng Tắp con 7 thì cũng là không hề ngon lành tí nào. Xin nhắc lại là giải đấu của chúng một ta cú cho một băng. Cho một băng con 7 để đều con 8 tính. Thi đấu chỉ có cơ thủ đánh giải. À, xin chào Kim Phát. Giải này thì mình không tham gia nên là mình đã cầm cúp ngay từ lúc đầu rồi. À, Phan Đăng Quốc Lưu, Đức Anh là người ở Trường Mỹ, Hà Nội. Ý của Hoàng Anh là lúc nãy cái bảng tỷ số nó bị che mất đúng không? Hòa Rùa ở Vĩnh Phúc. Tỷ số là 4-2 cho Đức Anh. Chắc chắn là vậy rồi. 4-2. Ở Vĩnh Phúc giờ thì ai chơi hay nhất? Ai chơi hay nhất ở Vĩnh Phúc vậy ta? Hiện giờ thì mình chỉ nghe thấy được biết là ở Phú Thọ thì có Hoàng Phú Thọ đang là nhất, còn Vĩnh Phúc thì là ai ta? Nghe rằng hồ đồn là hình như là có Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hay Thành Cụt gì đó. Nam Phạm, xin chào Nam Phạm. Đến nhanh không bị sở thua bây giờ. Cú phá quá hay. Bi thì ra hình hết rồi. Mở má đẹp con 3 thôi là có thể điều con 4. Con 4 bị mất lỗ góc 5. Nhưng mà hơi khó khăn để có thể mở má cái con 3 này đẹp. Lấy má trong thì vị trí con 1 lại có vẻ như không thuận lợi. Lấy má ngoài thì lại có vẻ như là thiếu má rồi. Rất là nặng. Wow. Quá là kỹ thuật. Xin chào Cường Phạm. Phan Đăng Quốc Lưu, Sơn Tốc Đỏ Nghệ An. Tí nữa biết luôn. Con 5 này mà thẳng thì là cũng là một điều tương đối là không thuận lợi. Má trong hay má ngoài? Có má rồi. Vị trí đẹp cho con 7 là cái vị trí mà ở từ chỗ lỗ 10 nhìn ra. Nào xem được anh lấy có được. Một cú cho một băng.
như tôi đoán không nhầm thì sẽ là một cái cú đánh cú lên một băng để điều con chín lưỡng góc phía bên Đức Anh. Hơi nhẹ một chút. Xin chào Luân Yên Bái. Xin chào Phan Hậu. Hôm qua mình có giao lưu với Bình Chuẩn. Tuy nhiên thì nói là đánh giao lưu nhưng mà Bình Chuẩn đánh một mình. Bình Chuẩn đánh quá chuẩn. Xin chào Tuấn Thái Nguyên. Chào Phát Bùi. Tỷ số hiện giờ đang là 5-2 cho Đức Anh. Game đấu này là đánh đến 7. Đức Anh chấp Dũng Thái Bình một ván 7-1. Lại thiếu bếp rồi. Cơ hội đánh hoặc nhường quyền đánh cho Dũng Thái Bình của Đức Anh. Xin chào Giáp Sang. Không nhìn thấy con một và Đức Anh quyết định nhường cơ đánh này cho Dũng Thái Bình. Dũng Thái Bình có quyền đánh hoặc là chạy an toàn. Xin chào Minh Luân, Luân Tủ. Tuấn Thái Nguyên, đúng rồi, Đức Anh suýt lên chuyên nghiệp từ năm ngoái. Một cú chạy bi sau đít 5. Nếu như không phải là bàn lả thì là do oanh sai má. Có những trận đấu bị xử thua Breed, đúng là số 1 về gậy. Đức Anh sử dụng Breed ngọn về và tôi thấy oánh chả có trượt cái con bi nào. Có vẻ như Breed hỗ trợ chính xác đúng như lời quảng cáo của Breed. Rút một băng về phía vị trí đầu con 5. Má trên hay má dưới con 4. Một cú trô quá hay. Một cú đánh một băng để điều con 5 lấy má ngoài hay má trong. Không có vị trí má trong. Nếu là tôi trong tình huống vừa rồi thì tôi sẽ đánh
hẳn một băng vào chỗ vị trí cái phin và để lấy hẳn má ngoài. Mở má con 6 sẽ dễ dàng ngoài con 5 để điều con 6 hơn. Trong tiếng hồ rồi thì Đức Anh đã bị ra thẳng con 5 cho nên là không thể mở má để điều con 6 được. Tuy nhiên phải đánh con 6 ở cái vị trí không được thuận lợi cho lắm. Không có gì là khó khăn với cơ thủ Đức Anh vì cơ thủ Đức Anh hiện giờ đang cầm cây Predator hỗ trợ chính xác. Không phải tại gậy mà là nhờ gậy Huấn Anh ạ. Do tay hết, đúng rồi, do cái tay chọn gậy hết, Vũ Anh Linh. Trần Đỉnh và Quốc Khánh tỷ số hiện giờ đang là 1-1. Quốc Khánh chấp Trần Đỉnh 8-1. Và tỷ số có lẽ là Khánh Con vừa gỡ hòa được một gỡ được một ván, tỷ số hiện giờ đang là 1-1. Cao Hoàng An, Matt Vibri là hai thương hiệu số 1 thế giới về gậy công nghệ. Matt thì là cơ của Nhật, Vibri thì là của Mỹ. Và hai dòng cơ đấy thì luôn sẵn hàng tại Magic Villa Shop 139 ở Đức. Tỷ số là 6-2 cho Đức Anh. Chưa lên tỷ số. Chỉ còn một ván nữa thôi là Đức Anh sẽ có trận thắng đầu tiên. Tuy nhiên trong bia thì cũng không thể nói trước được điều gì. Chỉ cũng với 5 ván nữa thôi là Văn Dũng sẽ giành chiến thắng ở game đấu này. Xin chào Đặng Quốc Phương. Đặng Quốc Phương có hỏi cơ thủ Quân Con bây giờ ở đâu. Cơ thủ Quân Con thì bây giờ đang ở đâu thì cũng không biết. Bởi vì Quân Con do bận công việc gia đình cho nên là gần như 2 năm nay Quân Con không thi đấu và không xuất hiện trên giang hồ. Đức Anh ăn rồi, Thiềm Nguyễn Hy Thiềm bỏ 1 ăn 10 và xuống tiền thôi ạ. Khánh Hưng, Nghệ An thì có rất nhiều người tham gia bạn ạ. Có Bình Ốc này, có Phi Hùng, có Chat Bom, có Tuấn Lê của Hà Tĩnh, Thiểm Nguyễn Huy Thiêm, giải tổ chức ở câu lạc bộ 91 12 Đỗ Ngọc Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội bạn nhé. Lấy luôn đi. Mercy và Jacoby thì nó là hai dòng cơ cũng tương đối hay, nhưng mà hay nhất vẫn là Predator và Matt bạn ạ. Đây là cái cơ sở mình đưa ra dựa trên cái số lượng cơ được bán ra từ Predator và Matt. Còn ở Việt Nam thì như mình được biết thì hay nhất là mít. Nghệ An thì có hình như 4-5 người tham gia gì đấy bạn. Xuân Tốc Đỏ có tham gia bạn nhé. Vâng, còn một ván đấu nữa thôi là cơ thủ Đức Anh sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên thì vẫn còn cơ hội cho cơ thủ Dũng Thái Bình
Và cũng chỉ còn có 5 ván đấu nữa thôi, 5 ván chiến thắng nữa thôi là cầu thủ Dũng Thái Bình cũng có thể giành chiến thắng được. Hello, Tô Ngọc Sơn. Tô Ngọc Sơn vừa thấy mặt ở đây, bây giờ đã thấy mặt trên mạng rồi. Hay thật. Một cú điều quá tay. Tỷ số là 3-6 cho cầu thủ Dũng Thái Bình. Vâng, và chỉ còn có 4 ván nữa thôi. Nam Xuân Bùi. Đây là một cái giải đấu mở rộng cho nên là tập hợp hầu hết các cái cầu thủ hàng đầu Việt Nam như là Hoàng Sao rồi Tài Vịt, có cả cầu thủ Bình Chuẩn của Sài Gòn cũng tham gia, Quang Huy, Tô Phương, Tô Hưng, toàn những cầu thủ rất là nổi tiếng trong làng bia. Nguyễn Mạnh Đức, ngày đầu tiên là ngày 22 này thì 48 người thi đấu và lấy 16 người. Ngày thứ hai 32 người và lấy 16 người. Hoàng Thua, Thua John. Vừa rồi thì cầu thủ Hoàng Phú Thọ đã để thua cầu thủ Thua John của Trung Quốc với tỷ số là 6-3. Một cú chạy đuôi quá hay của cầu thủ Cường Mạnh Tam Bắc Ninh. Hình như không thấy Tam Bắc Ninh ở trong cái giải này rồi. À, Hà Minh Luân, cái giải này thì anh không đánh rồi Luân à. Ở trong tình huống này dễ mà rút không kịp. Wow. Đức Anh là một cái cơ thủ có cái kỹ năng rút cơ rất nhanh. À, trong cái tình huống mà tôi tưởng như là không ai có thể rút kịp, thế mà Đức Anh lại rút kịp và đã không để tai nạn xảy ra. Lại một cú chạy đạn tiếp. Cố lên Dũng em, Quang Đàm đang cổ vũ. Chỉ còn có 4 ván nữa thôi là Dũng Thái Bình sẽ giành chiến thắng. Cả nhà cùng like, chia sẻ, cổ vũ cho Dũng Thái Bình nào. Trong tình huống rồi phải là có cái kinh nghiệm rút gậy rất là nhiều thì mới có thể rút kịp được cái tình huống đấy. Không chắc chắn thì để đạn.
cả nhà cùng cổ vũ cho Dũng, Văn Dũng đến từ Thái Bình. Chỉ còn 3 ván nữa thôi. Những bàn thi đấu xong, yêu cầu quay lại ở bàn tổ chức thể lỗi má rồi. Có vẻ như là vẫn đủ má để cú lên một băng. Chúc mừng cầu thủ Yoriko đã giành chiến thắng ở trận đấu mở màn đầu tiên. Trên bàn thi đấu số 5 yêu cầu hai cầu thủ tiếp theo khởi động, đó là hai cầu thủ. Xin chào Hùng Trần, chào Lê Duy, Hoàng Duy. Cầu thủ Đồng Trắng và cầu thủ Nam Linh. Có vẻ như là cầu thủ Dũng cảm thấy khi mà đặt cú lê thì con cái có thể sẽ vướng con bốn, chạm con bốn. Nên là nhìn theo tôi trong tình huống này hoàn toàn có thể đánh mạnh quá khiến cho cái con cái nó bị văng ra từ cái con mục tiêu quá nhiều, không thoát qua được con mặt con bốn. Cái độ văng của con cái sau khi va chạm con bị mục tiêu cùng một góc độ đánh, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc rất nhiều, nó sẽ thay đổi rất nhiều nếu như các bạn thay đổi cái tốc độ đánh. Đánh mạnh thì nó sẽ văng ra ngoài nhiều hơn. Chào Lâm Nguyễn Thiện, hiện giờ đang có một trận đánh với Việt đến từ Hải Phòng. Tỷ số hiện giờ đang là 5-1 nghiêng về cầu thủ Quang Thiện. Vâng, các bạn có thể theo dõi là cái cầu thủ Dũng rất là kỹ càng. Dũng là một cầu thủ đến từ Thái Bình, đã từng theo học Nguyễn Thành Nam tại câu lạc bộ Các Men trong những cái năm 2013-2014 thì phải. Một cú đánh 3 băng thì điều con 6. Lấy ma dưới con 6. Vâng, quá đẹp. Một cú đẩy 1 băng lấy ma ngoài con 7. Sẽ là hoàn hảo cho cái vị trí điều con 8, thuận lợi để kết thúc vận đấu. Đẹp nhì rồi, vào một tí nữa thôi thì là đẹp nhất. Hai cách giải quyết, một là ép dưới lỗ 10, hai là kéo hẳn qua lỗ 10. Cùng xem cái giải pháp của Văn Dũng. Văn Dũng quyết định chọn phương án xịt, một cú đánh sử dụng kỹ thuật rất cao. Tỷ số là 4-6 cho cầu thủ Văn Dũng. Chỉ còn 3 ván nữa thôi. Cơ hội cho Đức Anh kết thúc trận đấu bằng một ván dân lao. Cầu thủ Phạm Đăng Minh rồi.
thiếu bếp rồi. Không thiếu bếp. Đã đủ bếp, con B5 đã chạy qua bếp. Tôi đã nhầm. Cơ hội cho Đức Anh chạy đạn. Bắt đầu thi đấu 701. Một cú chạy đạn sau 8 có thành công không? Phòi rồi. Xem 2 ở cuối nhé. Xem 2 ở cuối. Cùng xem Nguyễn Văn Dũng xử lý cái tình huống này. Cần con hai lỗ góc để chạy đạn cái sau đít ba. Ồ, hở rồi. Tuy nhiên con cái nó lại đập trúng đầu con ba. Con cái quả đấy nó thoát qua đường con ba thì sẽ là đẹp nhất. Vì có ăn hay không ăn con hai thì đều sẽ là những cái kết quả thuận lợi cho Văn Dũng. Hiếu Bùi thiếu bếp, tức là trong cái nội dung 9 bi phá 3 bi về bếp này thì đòi hỏi các cái cơ thủ khi phá thì sẽ, nếu như mà phá sau cú phá mỗi cái cú ăn bi thì được tính là một cái cú con bi chạy qua bếp, và tổng có những con ăn con bi ăn và con bi chạy qua dưới cái lằn ngang của cái chấm thứ hai từ cái cú đề ba thì sẽ được tính là một bếp. Ba con bi chạy qua con lần ngang thì tính là ba bếp. Nếu như một con bi ăn thì sẽ tính là một bếp, chỉ cần có hai bi chạy qua bếp nữa thôi là đủ. Trong cái quy định này để chống các cái cơ thủ sử dụng những cái cú phá nhẹ. Nếu cơ thủ mà phá thiếu bếp thì đối thủ của mình có quyền đánh tiếp hoặc là nhường lại cho cơ thủ phá nếu như thấy tình huống bi không được thuận lợi. Một pha điều bi hơi thiếu lực của cơ thủ Văn Dũng, mạnh hơn một chút nữa thì sẽ là một cái tình huống quá hoàn hảo. Giờ thì chắc chắn sẽ là một cái cú cộng 9 để chạy bi rồi. Cộng 9 và sau đó thì tính toán để cho con cái nó sẽ dính vào đi con 8. Sẽ là một cái tình huống đánh bi vừa cơ hội công mà vừa cũng có cái tình huống thủ trong đó. Quá nhẹ, quá chính xác rồi, tuy nhiên lại thiếu lực. Có lẽ như trong tình huống vừa rồi thì cơ thủ Văn Dũng chọn cái giải pháp là tính toán con cái để sau con 8 cho an toàn hơn. Nếu như mà cơ thủ đánh mạnh quá thì dễ sẽ để cái tình huống lòi và tạo cái cơ hội cho cơ thủ Đức Anh. Một giải pháp rất là an toàn. A bằng cân 3 lỗ 10. Quá hay. Trong tình huống vừa rồi nếu như là 10 bi thì cái cơ thủ Đức Anh sẽ bị mất lượt. Tuy nhiên ở nội dung 9 bi này thì các cơ thủ được quyền ăn rùa và không cần phải báo lỗ. Anh Nam mặc L anh nào? Anh mặc L như con bé. L như con bé. L như con bé này. Cơ thủ Đô Phương và cơ thủ Minh Anh chúng ta khởi động. Chuẩn bị có bàn, chúng ta sẽ điều luôn ạ. Phạm Hoàng, cố lên Dũng. Ở quê làm sẵn tiệc rồi. Và chỉ cần 3 trận đấu vòng loại.
3 trận đấu vòng loại cũng như là sẽ vào vòng loại trực tiếp, chỉ cần sẽ thắng thêm 5 trận nữa, 8 trận thôi là sẽ có 50 triệu về thoải mái ăn tiệc. Suýt ăn cơ hội cho cầu thủ Đức Anh kết thúc trận đấu. Con 4 này là con 9. Ăn con 4 thì rồi, con 4 là con 9. Đức Anh đã để hơi cao đầu gậy cho nên con cá nó sẽ tụt xuống. Lê Huyền, trong nội dung pool 10 bóng thì báo lỗ thì phải báo cụ thể con bi nào vào lỗ nào mới được tính là hợp lệ. Tuy nhiên là trong cái thường chơi với nhau thì mỗi những cái con tình huống mà mọi người thường là nó rất cụ thể ở trên cái bàn rồi, cho nên là chỉ cần báo hướng là anh em có thể tự hiểu được. Tuy nhiên trong những cái tình huống mà nó sẽ có 2-3 phương án ăn một lúc thì sẽ nên báo cụ thể để tránh nhầm lẫn. Xin chào anh Nguyễn Phúc Long. Anh Nguyễn Phúc Long sẽ đánh trận vòng loại đầu tiên vào lúc wow, còn lâu lắm ạ. Lúc 1:30 ạ. Một tình huống không dễ dàng cho cầu thủ Văn Dũng. Nếu mà rút ở trong tình huống này, tôi sợ là sẽ rất khó để mà qua được lỗ 10. Quá đẳng cấp. Về bàn thi đấu số 1, cầu thủ Tô Phương và cầu thủ Minh Anh về bàn thi đấu số 1. Cầu thủ Văn Dũng hiện giờ như tôi nhận thấy là đang rất là bay. Chỉ cần có đủ cơ hội, tôi tin là cầu thủ Văn Dũng có thể sẽ bật được cầu thủ Nguyễn Đức Anh. Chính Nguyễn, giải được đang được tổ chức tại 12 đô cầu su các bạn nhé. Tỷ số là 5-6 rồi. Ván này là cái ván chung kết của Đức Anh. Như tôi nhận định, ván này sẽ là cái ván chung kết của Đức Anh. Nếu Đức Anh không vượt qua được cái trận ván này thì cái ván chung kết thì Đức Anh sẽ rất là bất lợi về tâm lý. Yêu cầu các cầu thủ giữ trật tự và không ảnh hưởng đến các cầu thủ thi đấu. Rất mong mọi người tôn trọng giải. Xin cảm ơn. Phạm Hoàng, vợ vừa vào xem. Wow. Có vợ và cổ vũ. 99% là cầu thủ Văn Dũng sẽ bật được cái trận đấu này. Vì có vợ vào xem cổ vũ. Lê Huyền, báo lỗ ăn đúng lỗ rồi nhưng bi cá chạy ăn một bi tiếp thì hoàn toàn là cú đánh hợp lệ bạn Lê Huyền ạ. Miễn là cái con bi mình báo ăn đúng lỗ thôi thì các cái bi khác có chết sau đó thì vẫn được tính là hợp lệ. Phan Văn Lợi, Hoàng Sao có đánh bạn ạ.
Hoàng Sao sẽ thi đấu vào ngày mai ở cái bảng đấu B có 32 người. Thường giải đang diễn ra tại 12 Đỗ Ngọc Du. Xin chào Đỗ Khải. Đỗ Khải sao giải này lại không tham gia? Xin chào Thành Tuấn Đỗ. Cảm ơn cái lời động viên của em rất nhiều. Vinh Tây, anh gọi cơ thủ Minh Phú Thọ. Minh Phú Thọ là cơ thủ nào nhỉ ta? Chính Nguyễn, có rất nhiều người đang xem ở giải đấu này. Ở câu lạc bộ này hiện giờ đang có 16 bàn và chỉ có 8 bàn dành cho thi đấu. Bị cái sát băng rồi, một tình huống không thuận lợi cho cầu thủ Văn Dũng. Hay quá anh Thiện ơi. Rất là bay. Em ghi trận kết quả trận ấy vừa xong đấy. Quang Thiện vừa thắng. Cầu thủ Đỗ Việt Dũng. Cầu thủ Đỗ Việt Dũng có cầu thủ trọng quý. Khởi động thi đấu bảng số 11. Cầu thủ Đỗ Việt Dũng có cầu thủ trọng quý. Năm chín ở Hải Dương. Cùng xem cái cú cộng bi 59 của cầu thủ Dũng Thái Bình. Cộng hay chạy. Bình An đi chợ nấu cơm xong chưa? Rồi, cơ hội kết thúc trận đấu cho Nguyễn Đức Anh.
vừa có một cái lời cổ vũ của Chu Hải Quân, thưởng nóng một củ cho cú cộng B59. Lúc nãy tôi không đọc comment cho nên không không nhận được kịp thời cái phần thưởng này. Một cú xịt bi dư mỏng. Wow. Nếu tỷ số là 6 đều thì sẽ có cái sự bất lợi về tâm lý cho cầu thủ Đức Anh. Nếu như cầu thủ Đức Anh không có cái sự chuẩn bị điều chỉnh về tâm lý thì sẽ gặp bất lợi rất lớn ở cái bán đấu chung kết này. Vì trong cái lúc này tôi nhận thấy thì cầu thủ Dũng Thái Bình đang rất là hưng phấn. Chưa kể là Đức Anh thì đã từng có cơ hội kết thúc rất ngon nhưng mà lại không tận dụng được, thì cái khả năng lần sau có một cái cơ hội tiếp theo bạn ấy sẽ bỏ sót, nó là một cái khả năng rất là cao. Alo, cầu thủ Bình chuẩn có bạn ở đây không ạ? Bình An đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Khởi động thi đấu ở bàn thi đấu số 3. Sẵn sàng rất nhiều anh ở đang xem livestream có thể bơm cho Bình An. Bình An không phải lo, chỉ cần em chỉ cần em sẵn sàng đón nhận thôi. Anh tin là rất nhiều người sẽ bơm cho em. Cơ hội đã đến với Đức Anh. Cùng xem Đức Anh liệu có kết thúc được cái ván đấu này. Chúc mừng cầu thủ Đức Anh đã giành chiến thắng trước cầu thủ Văn Dũng của Thái Bình. Một cơ hội quá đáng tiếc cho cầu thủ Văn Dũng. Nếu như mà giành chiến thắng trong ván đấu thì chắc chắn sẽ gặp được được cái sự tâm lý rất nặng nề của cầu thủ Nguyễn Đức Anh. Cầu thủ Văn Dũng có vẻ như là đã tập luyện nhiều ở cái môn 9B mà không chơi một lỗ 10. Hoặc nếu như cầu thủ Văn Dũng mà ở bên Hải Dương thì chắc chắn không thể sót được cái con bi đấy. Bởi vì truyền thống của Hải Dương là đánh 9B tính tiền lỗ 10. Chúc mừng Đức Anh và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần phát trực tiếp của Magic Billiard Shop giải đấu 91 Billiard, trận đấu giữa hai cầu thủ Nguyễn Đức Anh và cầu thủ Văn Dũng. Hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu tiếp theo. Sau ít phút sẽ là trận đấu giữa hai cầu thủ Huy Đen và cầu thủ Nguyễn Văn Huynh sẽ diễn ra trên bàn TV. Mời các bạn sẽ trở lại sau ít phút quay lại theo dõi cái phần phát trực tiếp của Magic Billiard Shop, trận đấu giữa hai cầu thủ Huy Đen và cầu thủ Nguyễn Văn Huynh. Hai cầu thủ xếp hạng chuyên nghiệp và một trận đấu cực kỳ hấp dẫn ạ. Huy Đen với cái đến từ sân Tây. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu sau.